Chào các con, hôm nay thì cô sẽ hướng dẫn các con cài thư viện là Pygame để mà chúng ta lập trình game với cả Python nhé. Thì hôm trước trong các cái video đầu tiên ấy thì cô đã hướng dẫn các con là cài Python này rồi install PyCharm này. Thì bây giờ cô sẽ hướng dẫn các con để install các cái thư viện. Thì trong trường hợp này mà chúng ta muốn install thư viện để chúng ta làm game ấy thì chúng ta sẽ làm thế nào? Bây giờ các con sẽ tạo một project mới đúng không? Trong cái project mới thì các con sẽ chưa có gì cả. Đấy. Bây giờ cô sẽ tạo cho các con project mới nha. Đây, new project. Ví dụ cô muốn test by game này nè. Các con hoặc là các con học biết là learn by game Python ấy. By game. Ok. New window. Rồi. Thế thì các con sẽ code một chút nhé. Đấy. Ví dụ chúng ta chỉ code một cái dòng đơn giản thôi. Đó là chúng ta muốn sử dụng thư viện thì chúng ta phải import cái Pygame này vào. Có nghĩa là chúng ta muốn tạo game thì chúng ta phải import đây, một cái thư viện là Pygame vào. Thì bây giờ cô thử tạo một cái project mới, à cái file mới nha. Đây, ví dụ như để đơn giản để cô đây một đi. Demo cho ngày đầu tiên mình học game chẳng hạn. Rồi, trong đó trong này cô sẽ tạo một cái file là Python này. Hello world đi. Coi như chúng ta chào mừng chúng ta đến với thế giới của game đúng không? Thế thế sau đó thì chúng ta sẽ làm gì nhỉ? Bây giờ chúng ta sẽ import đấy, Pygame. Thì các con nhìn thấy là gì? Hoàn toàn bạn này bị gạch đỏ ở dưới, có nghĩa là nó không có thư viện này. Không có thư viện no module name Pygame đúng không? Đấy thì nếu mà chúng ta thấy là chúng ta nếu mà muốn code được thì chúng ta phải có cái thư viện này. Nhưng mà chúng ta hiện đang không có thì chúng ta làm sao để chúng ta cài đặt được thư viện này? Các con vào cửa sổ bên dưới giúp cô nhé. Python Packet này. Các con mở cửa sổ này. Trong các cái Python Packet này có nghĩa đây là các gói thư viện chúng ta cài đặt. Thì bây giờ chúng ta sẽ có Pygame, các con chọn viết trong này cho cô là Pygame. Đó, Pygame các con kích vào đây. Đấy, rồi các con chọn install package cho cô nhé. Cái này làm trên Windows hay là trên Mac OS hay trên bất kể hệ điều hành nào các con dùng PyCharm đều ok hết nha. Ok, các con kích install nó giúp cô. Trong trường hợp là nó đang install, nếu mà bạn nào quên ý, thì các con quên mất cách mà cài đặt gọi là thư viện thì các con có thể xem lại các cái video của cô trước để mà mình xem là làm sao để mình cài đặt Pygame vào và Python với cả PyCharm nhé. Đây nó đã bảo ok rồi. Package install này. Đó. Đấy, ok. Đấy các con nhìn thấy không? Chúng ta sẽ thấy là viết chúng ta import Pygame nó không bị lỗi nữa đúng không? Nó chạy ok rồi đúng không? Chúng ta có thể code một chút xíu. Đấy, ví dụ như chẳng hạn. Import ship này. Đó. Sys rồi Pygame này. Pygame là con hot quit này. Thì cái này làm gì? Cái này là chúng ta import cái thư viện system, import thư viện Pygame này. Rồi chúng ta import cái thư viện quit để chúng ta xử lý trong trường hợp là nếu mà người dùng đóng kích vào nút close thì chúng ta sẽ đóng chương trình. Chúng ta có Pygame init để khởi tạo game. Sau đó ví dụ đây chúng ta muốn in ra màn hình chữ là tác giả là game là ai chẳng hạn, hoặc là đơn giản là các con in ra một chuỗi, thì trong trường hợp này cô đang lấy một ví dụ đơn giản là in ra chuỗi là tên cô, hoặc các con có thể sửa thành tên các con hoặc tên cái gì tùy các con nhé. Còn cái phone này là setup phone chữ. Thì phone chữ này hiện tại là phone non, có nghĩa là none, có nghĩa là mình đang không quy định phone chữ gì cả. 20 là quy định kích cỡ của nó. Ví dụ cô để 36 thì kích cỡ nó sẽ to hơn chẳng hạn. Đó. Sau đó ở phía dưới là chúng ta tạo ra một chuỗi. Đấy, một biến tên là outer và chuỗi. Còn đây là một biến là orange, và trong này nó được tạo thành từ ba cái giá trị 255 0 với cả 0. Thì trong trường hợp là chúng ta đang định nghĩa màu. Đấy, màu sắc ở trong máy tính ý, thì sẽ bắt đầu tất cả các màu sắc trong máy tính đều bắt đầu từ ba màu, đều được khởi tạo từ ba màu đó là red, green, blue, và các giá trị đó luôn luôn từ 0 cho tới 255, và tổ hợp của ba điểm ba màu đó đây là màu red này, màu green này, màu blue này. Đấy, tổ hợp của ba màu này, ba cái giá trị này nó sẽ tạo ra một cái màu của chúng ta. Thì ví dụ chỗ này mình muốn để là màu cam thì red mình để 255 rồi chẳng hạn, green thì mình đổi ra màu một chút nha. Thì các con chút nữa các con tự thay đổi tham số để các con biết ra màu. Width 2 là quy định chiều cao với cả độ rộng. Sau đó Pygame display set mode width 2 có nghĩa là mình quy định chiều cao với độ rộng cho cái màn hình game của mình. Đấy, sau đó nữa là Pygame chấm display set caption, tức là cái tên cái tiêu đề ở trên cái ứng dụng mà chúng ta sẽ chạy nhá. Sau đó nữa là số đoạn này final score text, hiện tại thì cô đang để mỗi là tên auto với cả màu sắc của nó thôi. Đấy, sau đó nữa là đoạn này để vẽ viết chính xác là đoạn này mình sẽ để xuất hiện. Hiểu một cách đơn giản là các con
Screen please để làm sao mình hiển thị cái chữ này ở trên màn hình. Còn 50 với 10 là cái tọa độ hiển thị. 50 là X. Đấy, còn 10 đó là Y. Đấy các con nhá. Đấy, để tọa độ hiển thị X, Y thì các con thử dịch chuyển các giá trị là chúng ta sẽ biết. Còn Y, true là tạo một cái vòng lặp. Đấy, vòng lặp và khi nào người dùng quit game thì thôi. Đấy, hoặc là ấn system exit. Đây chúng ta thử chạy nhá. Run hello one này. Các con đợi một chút xíu nha. Đó, đây là cái hiển thị version của, đấy, game created by Đặng Kim Thi ở đây đúng không? Thế bây giờ cũng các con thử đổi màu nhá. Các con đổi màu này. Ví dụ đây cô để là chỗ này này, cô để 100 đi. Đây là màu red, green, blue. Cô để chỗ này là 120 chẳng hạn. Red hạ xuống này, green 155 này, blue là 100 này. Đó thì chúng ta sẽ chạy lại thì sẽ thấy màu bạn này thay đổi. Các con nhé. Bây giờ chúng ta sẽ chạy lại này. Đó, run lại. Chúng ta xem stop and rerun nha. Rồi. Đó, màu các con thấy màu thay đổi chưa? Created này, có chữ hello ở đây này. Còn 600, 800 là kích cỡ của màn hình. Thế thì cái bài này đầu tiên cô chỉ hướng dẫn để giúp các con biết được là ok, tạo bài game như thế nào ở trên máy nha. Hẹn gặp lại các con ở trong các bài học khác. Chào các con.